Ngon quá đi à. Không, mình không thể tin được là mình lại lau hình chị Heijo. Ước gì mình có thể gặp gỡ một ngôi sao nổi tiếng như là chị Heijo. Heijo, chị đang làm gì ở đây vậy? Chào bé yêu. Chị đang làm gì vậy? Thiệt là đáng yêu quá. Mình nằm mơ hả? Giggle. Không, em không mơ đâu. Mình rất giống chị ấy, phải không nào? Cậu chính là Tiểu Tinh Linh hả? Mình là Quana Bibi. Bậc thầy cải trang, mình có thể cải trang thành bất kỳ người nào mình thích. Cậu đã hoàn toàn gạt được mình đó. Đúng là một kỹ năng tuyệt vời, Giggle. Nhưng cậu không nên lãng phí tài năng như vậy đâu, Giggle. Hả? Cậu nói vậy là ý gì, Wanami? Hey, cậu có thể cải trang thành một người thậm chí còn nổi tiếng hơn là Heijo nữa. Nói sao hả? Vị vua của một quốc gia mà cậu biết rất rõ đó, Giggle. Mình nghĩ có thể cải trang thành ai rồi, Wanami? Phải, cậu cần phải nghĩ lớn như vậy đó, Giggle. Có chuyện gì vậy chị Remy? Có chuyện gì vậy chị? Là chuyện này. Ngày mai là ngày lễ của cha, cho nên chị cần gửi cho cha một bức thư và đọc nó trước lớp nữa. Chị Remy à, nhưng nó hoàn toàn trống trơn. Chị chưa viết gì hết, cha cha. Các em biết là chị rất nhớ vua cha, nhưng mà chị không biết phải viết như thế nào hết. Chị Remy, cha chị là một người tuyệt vời mà, chứ chứ. Mình thích điều đó. Mặc dù ngày ấy là một vị vua, nhưng không hề kiêu ngạo chút nào, cha cha. Ta đã nói với ngài bao nhiêu lần là không được viết nhớ lung tung khắp nơi rồi mà. Nhớ bẩn có ngày ấy ở khắp nơi trong lâu đài la la. Cha chị thường viết nhớ ở khắp mọi nơi luôn. Không, chị không thể viết như vậy được. Romy, con có khách tới thăm nè. Hả? Là ai vậy gì? Tới gặp đi, con sẽ bất ngờ đó. Cha ơi, Romy, con yêu. Cha có khỏe không vậy cha? Con không biết là cha sẽ tới đây đó. Cha muốn tới đây xem thử con sống như thế nào. Tốt lắm, cậu đang làm rất tốt đó. Chị ấy thật sự nghĩ cậu là cha của chị ấy kìa. Và khi chị ấy bị phân tâm, mình sẽ lấy hộp gương thần kỳ. Giggle. Hả? Cái gì, tụi mình bị phát hiện rồi hả? Cha chờ chút nha. Thôi vậy như có Tiểu Tinh Linh ở gần đây rồi. Không, đừng tìm mà. Phải, anh đừng có tìm. Dạ, tại sao lại không tìm? Nè, nói như chúng ta đã tập đi. Phải ha, tiến sĩ Monsieur đã nói có lẽ chuông báo đã hư rồi. Nhưng lâu lắm rồi tiến sĩ chưa tới đây mà, chứ. Đợi một chút đã, sao ngài lại biết nó bị hư được chứ đây nè. Ta biết là gì ạ? Ta là vua phép thuật mà. Ê, mém chút nữa lộ mất tiêu rồi, Giggle. Cho nên Romy à, đưa cho cha hộp gương thần kỳ của con đi, cha sẽ sửa lại cho. Dạ thưa cha. Thật là dễ dàng đi cậu Giggle. Phép thuật của cậu tuyệt vời thiệt. Phải, phép thuật của mình là tuyệt vời nhất. Trời ơi, cậu không nên nhắc lại như vậy. Có chuyện gì vậy cha? Không có gì đâu con yêu. Bây giờ cha phải trở về để đưa nó cho tiến sĩ Monsieur. Cha đi sớm vậy sao? Ngài không thường xuyên tới đây, sao ngài không ngồi uống ly trà đi? Đúng rồi, ở lại đi mà cha. Cha ở lại đi, cha vào đi. Ở lại đi mà cha. Trễ rồi, cha phải về ngay. Romy là một cô gái rất ngoan ngoãn. Em ấy luôn lạc quan và đối xử rất tử tế với tất cả mọi người. Dừng lại đi anh ấy, anh ấy mắc cỡ lắm. Anh ấy là thợ làm bánh xuất sắc. Anh ấy có thể làm bất kỳ thứ gì luôn đó. Romy, em thật tốt bụng. Được rồi, ta nên anh rời khỏi đây. Phải, ngài nên thử bánh mâm xôi này trước đi. Nhưng ta đâu có yêu cậu. Là bà chủ mời.
Chuyện gì vậy? Cha không thích bánh này sao cha? Nhưng mà nó thật sự ngon lắm đó. Không, không được, không phải như vậy. Hình như Romy không giống cha cho lắm. Chắc là em giống mẹ nhiều hơn ha. Nhìn ngày ấy kìa, mắt của họ giống nhau mà. Giờ cậu nhắc tới mình mới để ý đó. Mọi người thường nói em giống mẹ mà. Anh nghe nói bà ấy rất là đẹp. Ước gì mình có thể gặp bà ấy. Thưa ngài, lần sau ghé thăm ngài nhớ đưa bà ấy tới cùng nha. Các con. Dạ. Nhà vệ sinh ở đâu? Dạ lối này thưa ngài. Có chuyện gì vậy ghế gô? Phép thuật của mình chỉ còn 3 phút nữa thôi quên em bé. Hả? Cái gì? Sao cậu không nói sớm chứ? Cha ơi, cha không sao chứ? Cha thật sự phải đi rồi, cha không sao. Có lẽ là cha ăn hơi nhiều thôi. Anh tha lỗi cho cha nha. Cậu bị khùng hả? Nhà vua mẫm mỉm hơn vậy nhiều mà. Ôi không, lỗi của mình. Mình có thể thử lại. Wannabe. Anh xin lỗi để con chờ lâu. Anh có chuyện gì vậy? Ân coi chừng đó thưa ngài. Có chuyện gì vậy? Chị Romy, chị có nghĩ lại là kia cơm pin hay không? Sử dụng hộp gương thần kỳ liền đi Dada. Ôi không, chị nhớ là chị đã đưa cho mấy rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây Lala? Chị không biết nữa. Lấy lại nó. Được rồi, chúng ta tạm thời ổn rồi. Họ không thấy chúng ta đâu. Mình kiệt sức rồi đó. Cuối cùng trong tay của mình rồi. Hộp gương thần kỳ của chị Romy. Giờ thì không ai có thể ngăn cản trò chơi khăm lớn nhất của mình được. Không có gì đâu. Không thể nào. Nhưng mà em đã lấy được đồ của chị rồi. Sao chị lại tới đây được kia chứ? Ghê gô. Nhìn dưới đất đi. Thì ra là vậy. Đúng rồi đó, hành động thật cầu. Đừng lấy nó mà. Đừng xa mình ra. Đừng mà. Cầm lấy. Dừng lại ngay. Dừng lại. Mình ở đây nè. Hãy tới đây. Bắt được rồi. Không phải như vậy. Chị Romy ở đây nè. Dada Pin, hành động nào. Dada. Gương thần kỳ diệu biến thân. Dada. Sức mạnh gương thần thể hiện bản thân. Wannabe Bin, cho họ thấy sức mạnh của cậu đi. Giggle. Được thôi, Wannabe. Mấy hai công chúa. Không phải, em ấy là công chúa giả. Không đúng, chị ấy là công chúa giả. Đúng rồi đó, các cậu không thể nói ai là thật được đúng không? Vậy thì mình sẽ đi nha. Tạm biệt, Giggle. Lần này chị sẽ không để cho em chạy đâu Gigopin, được chưa? Làm gì đi Wannabe Bin, làm gì đi. Biến đổi Wannabe. Romy là cha đây con yêu. Romy, ba rất nhớ con khi con không ở nhà. Đừng truy tìm tiểu tinh linh nữa, mau về nhà đi. Sai rồi, cha chị không bao giờ gọi mình là papa hết. À nhân tiện đây, ba của chị có thể hơi mũm mĩm một chút, nhưng ông ấy đẹp trai hơn nhiều. Sao chị biết đây là cải trang chứ?
Ồ, là thật sao? Mình tin là cậu ấy đứng ở vị trí cuối cùng trong giải đấu này nè. Trò cải trang của cậu ấy không hay chút nào, La La. Cha, em đã biến hình ngay trước mặt tụi chị mà. Chị ấy thiệt là thông minh. Sức mạnh trung thực. Thu thập tiểu tinh linh. Bắt được em rồi, tiểu tinh linh. Việc này chưa kết thúc đâu. Giggle. Chờ một chút. Sao chị lại thả cậu ấy đi đây đã? Cho dù đó là giả mạo thì chị cũng đã được nhìn thấy khuôn mặt của Vua Cha rồi. Và bây giờ thì chị cảm thấy là mình đã viết được thư rồi. Đi thôi nào các em, làm bài tập về nhà thôi.